Vâng, xin mến chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người tôn kính và thừa nhận. Những người tuổi khỉ vì thế mà luôn thông minh sắc sảo, luôn đạt được rất nhiều thành công trong cuộc sống và có uy quyền, địa vị. Những gia chủ tuổi Thân họ sống rất là vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ mang đến cho mọi người những tiếng cười, niềm vui và niềm hạnh phúc. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Thân có rất là nhiều mối quan hệ và đặc biệt là có mối quan hệ cực kỳ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu mọi góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc thì họ cũng luôn cảnh báo cho mọi người những nguy hiểm đang rình rập phía sau. Và cũng chính nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Thân dễ dàng thấu hiểu tâm tư nỗi niềm thầm kín của những người khác mà từ đó tìm cách chia sẻ và giúp đỡ những người mà họ đang gặp phải khó khăn hoạn nạn. Trong tháng 2 âm lịch năm 2022, những gia chủ tuổi Thân sẽ phạm phải xung thái tuế. Đây là một năm mang lại rất là nhiều trắc trở đối với tuổi này. Với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy biến của mình thì khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho gia chủ tuổi Thân nhụt chí, bởi vì nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên trong tháng 2 của năm 2022 Nhâm Dần thì gia chủ cũng sẽ có thể dễ dàng vượt qua những khó khăn này. Tử vi học dự báo tháng 2 âm lịch chính là thời điểm đột phá của gia chủ tuổi Thân. Vậy nên vận trình tài lộc của gia chủ tuổi Thân trong tháng này thế nào? Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Thân có phần khởi sắc hơn nhiều so với năm 2021 do gặp được quý nhân vượng vận, cho nên mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Theo tử vi năm 2022 của người tuổi Thân thì thời điểm này cũng rất thích hợp để mở rộng làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Gia chủ có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Tuy nhiên, cần đề phòng có tiểu nhân quấy phá đâm chọc sau lưng, làm bất cứ việc gì cũng đều phải cẩn thận, kẻo gặp bất lợi khôn cùng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về phương diện tài chính của quý gia chủ tuổi Thân trong tháng này, được dự đoán là có sự khởi sắc, nếu gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Người làm công ăn lương thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập trong tháng vẫn tốt mà không hề kém cạnh bất cứ ai. Tuy vậy, tiền làm ra nhiều nhưng chi tiêu cũng không ít, tiêu hao nhiều cho bản thân và gia đình. Bản mệnh cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tích lũy tiền cho những trường hợp cần thiết, tránh trường hợp khi cần lại không có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Thân để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. So với năm ngoái, sức khỏe của người tuổi Thân tốt lên đôi phần. Bạn không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, nhưng cũng cần phải cẩn trọng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác, cũng như là gây suy nhược cơ thể hoặc là bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi, cần phải thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết để phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước.
các gia chủ tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo của các gia chủ tuổi Thân trong tháng này thì tốt, ít gặp chuyện sóng to gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không có vượng đào hoa, nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu, từ đó có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí là có thể cân nhắc dài lâu. Gia đạo cũng khá hài hòa. Dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ với nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn. Đôi khi khá nhạt nhòa khiến cho một tương lai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để xốc bầu tâm sự. Tử vi từng tuổi trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Thân, sinh năm 1956. Tháng này, người tuổi Thân sinh năm 1956 khá yên bình, bản mệnh không phải đối diện với nhiều sóng to gió lớn. Trên phương diện sự nghiệp, dù tổng thể mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, song bạn cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, đề phòng kẻ xấu tìm cơ hội chen chân phá hoại công lao của mình. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần phải hạn chế đầu tư và chủ yếu nên tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian thì bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt rèn luyện hợp lý. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Sự nghiệp của người tuổi Thân sinh năm 1968 tiến triển khá lý tưởng, bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy những ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả tốt đẹp, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình. Dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng. Các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế, cần phải chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân và nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần phải chú ý cách hành xử của mình và tốt nhất là luôn khiêm tốn, học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi trò chuyện với nửa kia, nên đôi bên dễ nảy sinh ra hiểu lầm và rạn nứt. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân sinh năm 1992 nhìn chung là khá ổn định. Bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để giải quyết, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cũng cần phải chủ động hơn nữa, và dù là nam hay nữ, một khi có thiện cảm với ai thì chúng ta nên giữ quan hệ mà chớ nên ngồi yên một chỗ, chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vượng, bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004. Người tuổi Thân sinh năm 2004 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp học hành. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực học tập khá nặng nề, vì thế cũng cần phải có sự cổ vũ động viên của người thân cũng như là sự tích cực, chủ động của chính bản thân mình. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần phải chủ động trò chuyện tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, mà chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian trò chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình, đó chính là làm gì phải thực hiện cho đúng. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân.
đối với người tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Thân trong tháng 2 âm lịch, và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách like video, đăng ký kênh và ấn chuông quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.